Trận thi đấu đầu tiên trong kèo thi đấu đêm muộn và kèo bonus trong buổi tối ngày rạng sáng ngày 15 tháng 1 đi 2024. Bây giờ đang là 0 giờ 43 phút. Hôm nay có để đồng hồ lên quả cho anh em dễ xem lại. Chào ngày mới mọi người luôn mọi người nhá. Trận thi đấu đầu tiên với màn hình máy của game thủ Shenlong. Với quả đầu là 6 cây dành cho anh Long. Gỗ đầu rất gần, những cây gỗ 75 cực kỳ gần dành cho Long. Rất mong mọi người cho một like và một chia sẻ, cũng như là những lượt đăng ký kênh. Cua nhiều quá thì đánh bằng thắng thì thôi. Và rất mọi người có thể cho cho em Dũng một follow TikTok nha mọi người nhé. Chuẩn bị chuyển sang live stream TikTok, trở thành TikToker luôn, lo máu. Một kèo bonus chạm 4 AC. Nghe đồ hôm nay Long để thua Hồng Anh 4-2 sau khi anh đã dẫn được 2 trận đầu. Chào anh Nguyễn nhờ. Kèo khác mọi người nhá. Đánh đầu giờ tối là kèo khác và rạng sáng là kèo khác. Mọi người cứ xem phát lại thì có thể là mọi người xem kênh khác, kênh em chưa bao giờ phát lại phát nào. Uy tín và chất lượng. Chứ còn anh em xem toàn ở chỗ khác và quay trở lại đây chửi phát lại à. Nghe nó chán à. Đang bực. Đang bực. Đánh mới mọi người nhá. Đây 0 giờ 45 phút ngày 38 giây 40 giây rồi. Ngày 15 tháng 1. Tăng giờ hơi đi live stream giờ này. Qua kèo mới thì chúng ta xem mới thôi chứ còn. Ồ. Mọi người lại không tin, đặt hẳn đồng hồ cho mọi người tin rồi. Còn anh em nào có thấy buồn ngủ quá thì cho em một like và anh em có thể tắt máy đi ngủ. Mai anh em xem lại cũng ok, không sao cả. Còn anh em nào mà không thiện chí cứ vào đây chửi DM phát lại là bị ban. Thế là em cứ nói trước là như vậy. Vừa ban vào ông rồi. Đây là quả phụ dành cho Shenlong. Bỏ công bỏ sức làm nhưng mà mọi người cứ chửi thôi. Thật sự rất ghét. Một voi gần đôi ba bầy hiêu. Bầy hiêu đầu đưa một voi về, còn bầy hiêu thứ hai sẽ ăn ở S2. Tận dụng S nhân đôi của Shenlong. Một voi về dành cho anh Long. Vâng, phục thù rồi. Thua nhiều lắm rồi. Định đánh cả Sen cả AC nhưng mà báo về chỉ đánh một kèo AC Real chạm 4 thôi. Đây bầy yêu thứ hai, bầy yêu 4 con dành cho anh Long. Thực sự ở trên mạng có khá nhiều thành phần mà người ta không xây đâu, người ta chỉ phá. Nên khi mình bình luận mình rất là bực. Tôi đi làm tôi có thể nhịn nhưng mà tôi làm cá nhân tôi lại nhịn. Quay trở lại mọi người trận yếu này. S3 của Shenlong đã được đóng rồi. Thì S nữa ăn gỗ. Đây là BB. Mặt này đóng sát với cái kia, đóng sát với con vực và sau đó thì răng rẽ nghe. Shenlong thua Hồng Anh 4-2, 2-4 và thắng lại BB ở kèo Siang với tỷ số là 4-1. Đó là vào tối ngày 14 tháng 1. Bây giờ thì đã rạng sáng ngày 15 tháng 1 rồi, là kèo mới. Và rất mong mọi người cho một like, ủng hộ kênh. Dành cho anh em là vẫn chưa buồn ngủ. Để anh em thức để xem MU chăng, không biết MU đá xong chưa và các anh có thua không, không để ý cho lắm. Vâng, một bài đóng AK của tuyển thủ Shenlong. Đóng A check ra bên ngoài luôn. 28 dân. Và kích ở 1053, 1052. Ra thêm một vài cái ruộng chỗ này. Cái lối chơi của Hồng Anh thì thiên biến vạn hóa. Đánh cái kiểu phiêu. Gặp những cái bài đẹp nó càng phiêu. Cái khả năng điều cung của Hồng Anh thì cũng dạo đây cũng tập trung điều cung rồi, không ngáo như đợt trước đâu. Mà để Hồng Anh tập trung điều cung hoặc là có một người làm đồ ăn cho Hồng Anh để học tranh Hồng Anh tập trung điều. Em nghĩ Hồng Anh điều hay nhất Việt Nam. Hay nhất Việt Nam. Cũng chẳng ngán ai trong cái sới này cả. Nhưng đôi khi chúng ta thấy Hồng Anh cứ pha và giữ dần như bịp. Đôi khi nó không tập trung lắm. Bản để ý bản đồ con nó cực kỳ tồi. Đó là cũng là cái điểm yếu của Hồng Anh. Cái phiêu của Hồng Anh. Thấy những cái bài mà ép sớm đi dâng A, vác dân lên nện. Cái bài gọi phiêu quá. Vâng, Hồng Anh lên đời trước Shenlong. Và chỉ số giò của Hồng Anh cũng thấp thôi. Shenlong có chỉ số giò cao hơn cái thủ Hồng Anh. Trận này Hồng Anh không phải đi dâng A, có phải đi gặp một bài gió ít, bài đẹp. Long đánh tơn đầu có 4A. Một bầy yêu về, một voi về. Một bầy yêu ăn ở S2. Đấy là quả phụ. F3 27 dân cộng 1 cơ bản. Kích cuối 10. Tơn đầu. Vâng, như vậy cắt một cung đi thì Hồng Anh đã gặp Hồng Anh rồi. Có vẻ như Nam A đến từ game thủ Hồng Anh. Có vẻ như Nam A. Đến như có 5 con. Chỗ này là 4 con. Một con nữa là 5 rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng là Nam A. Shenlong đang có 2 tơi 4A. Pha điều cung của Shenlong và game thủ Hồng Anh. Pha điều cung đến từ cả hai. Hồng Anh đã bút được một cung của game thủ Shenlong sau khi có tân tiếp viện tới. Vị trí đứng quân của Hồng Anh là có dốc lợn. Shenlong vẫn đang dân quân sóc đều. Với Hồng Anh, rất có thể Hồng Anh sẽ là bài mà anh ta sóc không đều dân, mà tập trung sóc Nam A. Tập trung sóc đều những tên Nam A. Và khoảng thời gian nào đó Hồng Anh sẽ tăng tốc. Khi như vậy cái nhịp tấn công của Hồng Anh, Shenlong sẽ không theo kịp. Shenlong vừa nâng cấp Go 2. Shenlong vừa nâng cấp U2, anh ta còn một bì hiêu và một bãi quả ở chỗ đằng sau cái rừng này. Còn những pha điều cung liên tiếp của Shenlong và cái của Hồng Anh. Hồng Anh vừa mút thêm một cung của Shenlong và thêm một tên tiếp viện lên đến rất kịp lúc. Shenlong để thua nhiều quá, để điều thua nhiều ngay trước cửa mặt nhà của anh. Chúng ta thấy số lượng quân của Hồng Anh đang hơn hẳn. Là để lây trồ luôn đến từ game thủ Hồng Anh. Shenlong vác dân ra nào, lùi lại một chút, vác dân ra. Thêm một tơn nữa không? Thêm một tơn nữa lở ra đến từ game thủ Shenlong. Có dân ra để mà lệ. Khi mà lệ hẳn khung đờ luôn. Khi mà Hồng Anh đang để lây trồ, Long đang muốn tăng chiếc nhà thứ 5. Hơi muộn trong quy định. Và Long lại tiếp tục bị ăn dí rồi. Có thể tỷ số sẽ lại được mở dành cho game thủ Hồng Anh. Long bây giờ Long phải có cả dân ra cơ. Hồng Anh đã bỏ lây trồ ra rồi. Thêm một tơn đạo cung nữa, giúp cho Shenlong thủ được mặt nhà không? Không, chỉ có 2 con mới lở ra. Thêm 2 con nữa lở ra. Vẫn bị Hồng Anh bù mặt nhà. Tỷ số được mở dành cho game thủ Hồng Anh. 1-0 dành cho Hồng Anh sau trận thi đấu đầu tiên. Trận thi đấu mà game thủ Hồng Anh gặp một bài. Một bài do khá ít của Hồng Anh góc 3 giờ. Đánh 5 nhà A, Shenlong chỉ đánh 4A. Chúng ta vẫn nhìn thấy quả để Hồng Anh gặp bài giàu. Shenlong thì không tìm ra bãi quản này. 35 dân đến từ Hồng Anh thôi. Lên đời 2 sớm, lên đời 3 thì là ngang nhau. Tỷ số được mở dành cho Hồng Anh sau trận thi đấu đầu tiên. Chúng ta chờ đợi trận đấu thứ hai nào. Rất mong mọi người lại cho một like và một đăng ký kênh. Anh em có thích like thêm ở trên nền tảng TikTok có thể nút follow TikTok nha mọi người nhá. Ở link ghim ở trong bình luận nha mọi người nhá. Có thể là triển khai thêm sau triển khai thêm nền tảng TikTok. Thật ra cái việc mà các game thủ khi mà quýt họ gõ 1 hay gõ 23 thì nó chỉ có cái tác dụng khi mà chúng ta bị soi máy. Chúng ta được soi máy thì cái việc đó thì mới có ý nghĩa, chứ cái việc mà vâng quýt cái được thôi thoát ra luôn, chứ còn được soi máy chúng ta không gõ gì thì người soi máy sẽ không biết chúng ta quýt. Có cái gì đâu mọi người, tí Shenlong đây, Shenlong thì soi máy tí Shenlong gõ 1 nếu mà anh thua, còn sang Hồng Anh cũng có thể là hoàn toàn thua, Hồng Anh quýt thẳng. Không có vấn đề gì với việc mà Shenlong quýt mà không gõ gì đâu. Anh em cũng vẻ hơi khó tính nhỉ. Vâng, trận đấu thứ hai cũng là khán dân chế thì cũng nhiều anh cũng có tuổi rồi mà khó tính thật đấy. Em đi bình luận đề chế chuyên em biết mà. Thế là vẫn phải chiều anh em. Đôi khi mình cũng phải lơ đi, giả vờ mắt không nhìn, tai không nghe thấy. Nhưng mà nhiều anh em cũng khó tính lắm. Cái này làm bố chồng khổ, chỉ khổ con dâu thôi. Vâng, trận đấu thứ hai. Đây yêu đầu dành cho Long. Việc mà chúng ta gõ 1 hay gõ 23 sau khi mà đã thua thì em nghĩ nó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta được soi máy. Còn không có luật nào không được quýt thẳng cả. Nhiều khi tự nhiên đang đánh thì quýt luôn đi chứ. Chuẩn đâu mọi người. Anh em đánh trên mạng bây giờ phải gõ 1 với gõ 23 để khi quýt cho đối thủ biết đúng không? Thì em gõ 1 luôn từ thời điểm em chưa quýt. Mãi sau em mới quýt có được không? Đấy cũng có một cái câu chuyện đêm muộn để chúng ta bàn. Chịu thật, nhiều anh em khó tính lắm. Còn thêm một bình yêu nữa dành cho cái thủ Shenlong đằng sau cánh rừng dừa. Hồng Anh cái lối chơi rất là rát nên Shenlong đi tìm nó rộng hơn để có thể có cả bài đấu anh cực cầu đánh được 5A. Shenlong tìm ra bài yêu thứ 3 của mình rồi, bài 3 yêu. Ba hiêu dành cho Long. Đây rồi, quả phụ đây rồi. Vậy 2 quả và 3 hiêu. Dưới hiêu đầu về được, còn 2 bị hiêu kia. Chúng ta cùng chờ đợi Shenlong xử lý bãi quả phụ của Shenlong cũng là bãi quả 6 cây. Vâng, chỉnh lại dân gỗ cho chuẩn chỉ nào. 2 tác quả phụ. Shenlong lại xử lý cái bầy hiêu và sẽ thêm một chiếc S nữa. Về với cánh rừng dừa. Hoặc anh cũng có thể đá về cánh rừng thông này. Tùy anh thôi, mặt rừng dừa này thì đóng S nhân đôi nó bị xấu. Đá với cái rừng thông là 2S cùng một rừng, nó đẹp. Vẫn có một thằng dân nó bị tắc. Vẫn có một thằng dân bị tắc ở bãi gỗ đầu, nhà S đầu của Shenlong. Di chuyển sang đây, khai thác thêm một bấy yêu vào một chiếc nữa ăn gỗ của Shenlong. Vẫn kích đời. Như vậy là 831, 29 dân. Chính xác 28 dân. Lên đời xong cộng thêm 1 dân là 29. Bằng bài ra phả. Nhưng mà đánh ra phả này chỉ sợ Hồng Anh ép phụ. Có thêm một bãi quả hướng ra giữa map. Shenlong quay xe ăn bãi quả nó luôn không? Đấy B. Đây có bãi quả nữa này. Hướng ra giữa bản đồ. Đây là bánh quà khai thác thêm. Còn kịch đời. Còn suýt thì mặn. Nhưng mà 28 dân không cộng thêm dân kích vẫn đầu 11. Thế là được rồi. Tưởng anh cộng được thêm dân mà anh vẫn kích ở cuối 10 mới gọi là để phục anh. Cái bài như thế gọi là ra phả thì Shenlong làm rất nhiều thời kỳ đỉnh cao của mình. 28 dân cộng 1 kích cuối 10 được cầu lên đánh 5A. Thậm chí có những trận thi đấu anh đánh 4A, đó là trận thi đấu chung kết giải AOE Việt Trung 2017 khi mà đánh với ông 1. Ông cơ cấu đánh 4A thôi, 28 dân cộng 1 đánh 4A. Vừa đánh lầu 1 vì lầu 1 không cùng đẳng cấp với Shenlong. Vâng, anh chỉ là Á quân thế giới thôi. Á quân Assyrian thế giới thôi. Đấy, nó vẫn không cùng đẳng cấp, sợ thật. Cho một mùa giải điên rồ. Mùa giải đó thì giải Việt Trung nhưng sang Trung Quốc để đánh chung kết. Sau khi mà giải nó cũng bị toang một lần ở Việt Nam. Cũng là một mùa giải đáng nhớ. Nghe đồn anh No 1 với cả Shenlong bị nhốt chung một phòng. Hồng Anh đi dân Nga chăng? Đã thấy dân của Hồng Anh vác lên. 27 dân của Hồng Anh. Hồng Anh lên đời sớm hơn. Nhưng vạch lên đời không quá xa, khoảng cách tầm khoảng hơn 20 giây. Ước lượng là như vậy. Vâng, lương bình luận viên một tháng là 5 củ. Lương bình luận viên một tháng là 5 củ. DPT official nhé. Dành cho anh em là muốn làm bình luận viên đế chế. Đấy, em nói thật mọi người luôn, lương bình luận viên 5 củ. Có lưng giáp rồi cùng rời hay sao? Cũng như Hồng Anh có lưng giáp. Không. Hình như không lưng, đúng là không lưng giáp. Một bài dương A của Hồng Anh, Shenlong phải chạy ruộng thôi. Phong cách quen thuộc. Phong cách quen thuộc của nhân thủ Hồng Anh. Shenlong chạy đi nào. Một bài, nhưng mà một bài Hồng Anh dâng được có 4A. Lên sớm bài 27. Có lẽ 26 dân của Hồng Anh. Có vẻ như 26 dân của Hồng Anh là lên sớm đi dâng A. Không phải lên quá sớm mà chỉ gọi là bài lên sớm thôi. Vâng, tách một cung đi để có thể bắn Hồng Anh. Hồng Anh đuổi theo cái đạo dân kia là rất gắt. Chúng ta đuổi như chém mắc xê rồi. Nhưng mà khi mà đánh nhiều tay, Shenlong cần phải xử lý nhiều tay hơn và phải theo được cái nhịp độ Hồng Anh. Hồng Anh không phải một tay cung. Vâng, kia chạy dân anh Long, chạy dân vào mồm đấy chịu rồi. Rất may cho Shenlong là có bãi quả phụ thứ hai. Đây, đứng chờ ở đây, đứng chờ ở đây. Hồng Anh leo lên. Đánh rất nhiều cung Hồng Anh, giữ dân tốt hơn à. Tham ai là 34 dành cho nhân thủ Shenlong. Cái lợi thế đầu thuộc về Hồng Anh. Hồng Anh rỉa rất nhiều dân của Shenlong. Một bài của Hồng Anh ở góc 6 giờ đi dân Nga. Ông cần phải chạy dân mắc hơn. Đục một e la vào nào. La vào sâu trong đại bản doanh của nhân thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh định về e nhưng không được. Không được. Long đang muốn bắn bay Hồng Anh để đưa về chi trận quả bản đồ. Long có chạy sâu vào trong góc nào đó không? Chúi vào. Một bài Dương Nga có ruộng ở nhà dành cho game thủ Hồng Anh. Đây, ui rồi, bại quả dân đứng chơi khá đâu. Với e không? Hồng Anh đã tháo e. Không, Hồng Anh chưa tháo e, Hồng Anh đã chạy rồi. Cũng là một điều đặc biệt dành cho game thủ Hồng Anh. Có thể bại quả ăn hoang dành cho game thủ Shenlong. Nhưng Hồng Anh cũng chạy đuổi theo. Vâng, Shenlong vừa chết 2 dân bởi con sư tử. Tím người. Hồng Anh đuổi rất gắt. Đây là người dân của Hồng Anh nữa này. Còn cảm giác cung rờ Hồng Anh như kiểu cung rờ Mark C. Cứ dí là đuổi theo thôi. Vâng, tỷ số thì là 2-0 dành cho cái đuổi Hồng Anh. Đấy chứ chúng ta lên đi ạ. Soi máy rồi có 23 thì có làm sao đâu. Anh em bảo quýt không nói câu nào. Soi máy thì gõ số khi mà quýt thì mới gọi được chứ. Anh em cho một tương lai nào. Ủy viên Lương Long Cổ. Lương Long Cổ mà khó tin. Ok, hôm nào các bạn muốn làm bình luận viên có thể tuyển về Thiên Khôi thay mình luôn. Tuyển ngay. Lương Long Cổ, lương cơ bản thôi. Chém gió, lúc chém gió thì anh em lại tin sái cổ, lúc nói tâm sự thật thì anh em không tin. Vâng, như vậy như 2 đều anh em ạ. Hai đều. Mơ với chào u. Vâng, trận thi đấu thứ 3 nào. Shenlong đang bị Hồng Anh dẫn 2-0 trong kèo thi đấu đêm muộn. Đây rồi, mở bát đẹp dành cho Shenlong. Vâng, đôi voi bầy yêu và quả đầu. Gỗ đầu cũng rất đẹp. Vâng, anh dính một cái giếng ở gần với nhà chính thôi. Cái giếng bất tử luôn. Đúng anh em di rời được cái giếng này ra ngoài. Ngày xưa mình mới tập chơi mình không biết cái giếng này là cái gì, cứ chỉ vào cái giếng ấn phím đen là tự nhiên nó không mất. Không biết là cách nào để cho nó bị mất. Không biết cái giếng này là cái gì, cứ chỉ vào cái giếng bấm phím đen nó chả lỗi cả. Cày giếng này thì có tác dụng việc chúng ta có thể sẽ dò Hồng Anh đẩy lên sớm thế à. Hồng Anh ơi, Hồng Anh nhà gần chăng? Hồng Anh nhà gần chăng? Thường lý xe giò trong tay của các game thủ Việt Nam chúng ta phải cắm cờ một vòng đi tìm đồ. Hoặc hay Hồng Anh tìm ra đủ đồ ở cái thời điểm phút thứ 3 này rồi. Đẩy xe giò lên nhà Shenlong luôn. Đoán Hồng Anh ở bài nhà gần. Hai nhà gần nhau. Shenlong đẩy ngược lại thôi, vì Shenlong cũng không cần xe giò đi tìm đồ ăn. Anh có con xe giò khác rồi. Đẩy lên góc 12 giờ. 12 giờ dị quá. Đó, nhà Hồng Anh tầm khoảng góc 10 giờ, 9 giờ. Hồng Anh đẩy thẳng lên luôn. Với những tay cơ như Hồng Anh thì map có xe giò là quan trọng. Thì cái lối chơi của Hồng Anh thì hướng về mà nếu mà đóng được A chuẩn hướng hoặc là biết được nhà đối thủ ở đâu đi dâng A là cái lợi của Hồng Anh. Còn Hồng Anh mà không có xe giò, anh đi lỗi tuần đầu gần như là không có cái lợi thế của người đời sớm hơn. Rồi Shenlong đã tìm ra quả phụ và thêm mấy yêu nữa dành cho Long. Đây là quả phụ dành cho Shenlong, bãi quả phụ 6 cây. Ông Anh thì chính xác cũng không 12 giờ rồi. Long bắt đầu cơ cấu đưa voi về thôi. Hy vọng đêm rồi anh đừng tấu hài con voi. Vâng, tí thì tàu hài. Tình huống câu voi rất thoát tim. Kế thêm một nhẽ nữa nào. Sẽ là bài 27 dân. Giờ chiến tiếp anh Doba TV ơi, kèo muộn. Kèo muộn không phải là kèo phát lại đâu mọi người nhá, kèo mới tinh luôn đấy. Đang đánh trực tiếp, anh em có thể check ở bên Hồng Anh, thoải mái mọi người ạ. Ui rồi đấy, biết ngay rồi. Hồng với trả anh, rồi nhốt dần Long. Rồi. Rồi, Long mới là người bị nhốt dân cả. Màn gỗ Shenlong rồi lên vẫn rất là nhiều. Bài Hồng Anh nhà gần biết nhà Shenlong sớm, đến bài dâng A chúng ta có thể đoán được trước rồi, không lạ lẫm gì. Shenlong đang bị nhốt một dân, bài Long vẫn đánh cơ ba theo người ta gọi là sách giáo khoa rồi. Hồng Anh tiếp tục nhốt được một dân nữa của tuyển thủ Shenlong. Nhiều gỗ vậy sao? Cũng thuộc dạng nhiều gỗ các anh sẽ phải nhốt nhau. Vâng, Long nhốt được một dân của đóng A của Hồng Anh. Ôi, tiếp tục nhốt. Tiếp tục nhốt. Bò bế là rất ghê. Rồi, tiếp tục nhốt. Vâng, nhưng mà Long rất nhiều gỗ. Hồng Anh có vẻ như cũng đầu tư, cũng rất đầu tư gỗ. Vâng, chiến rất thú vị. Toàn ông nhiều gỗ, buồn gỗ bo lại với nhau rồi. Bò trăng, bò chịt. Vâng, Hồng Anh có vẻ như đã có bánh xe. anh ta đập luôn. Rồi Shenlong đã có bánh xe rồi, đập luôn. Bova rồi, đóng được chiếc nhà. Vậy như đó là nhà thứ tư của Shenlong. Tiếp tục bò. Hồng Anh 1 2 3 4 cũng là 4A đến từ Hồng Anh. Rồi đập luôn, đệm luôn. Hồng Anh bị nhốt đến mấy con khủng đờ đây. Hồng Anh có giáp, Hồng Anh có giáp. Long ơi đừng đập. Hồng Anh có giáp, cùng Hồng Anh có giáp mà. Rồi Hồng Anh có turn 2. Cùng Hồng Anh có giáp, anh đập như một vị thần. Không sợ anh thật. Khăn lại thuộc về con thủ Shenlong, anh không còn nhiều quân ở vị trí nhà A của mình. Thì Hồng Anh vắt 4A rất đều nhỉ. Cảm giác Hồng Anh vắt 4A cực kỳ đều. Hôm nay của Shenlong chỉ là 26 thôi. Thêm một trận thua nữa của Shenlong chăng? 27 cũng cứ giải quyết xong. Hồng Anh chỉ có một cung đờ mới này. Bắt đầu hết lực từ Hồng Anh. Nhưng mà thời gian thì không ủng hộ Long. Long chỉ còn 24 thôi. Long để quên hai thằng dân đứng ở chỗ bãi quả phụ là khá lâu. Để tiếp tục thêm một trận thua nữa của Shenlong. Tỷ số là 3-0 dành cho Hồng Anh. Quá phũ. Một bài mà anh ta đẩy xe giò lên nhà Shenlong từ rất sớm, vẫn còn nguyên quả này. Bài đến 2 quả phụ dành cho Hồng Anh. Ra ngoài không vẽ một cái ruộng nào. Lên bo E và A rồi lên cả giáp cho cung. Phũ quá. Lên đời 2 thì Hồng Anh lên đời sớm hơn, lên đời 3 thì là bằng nhau thôi, không có khoảng cách, nên lên đời 3. Vô trăng vô chịt, dã man. Ta chờ đợi trận đấu thứ tư, liệu Shenlong có chạm không? Giờ lại chúng ta lại không chờ Shenlong có chạm không. Vâng, trận điều thứ tư, góc 9 giờ. Rồi. Đôi khi đánh cái kiểu Hồng Anh rất giống như thể thức chiến tướng ngày xưa. Không theo cái khuôn khổ nào cả. Mặc định là đi ăn hoang dâng A, giải quyết đối thủ, công phụ. Đôi khi một Shenlong đánh chuẩn chỉ lại sợ những cái bài như vậy, như vậy thế. Ta chờ đợi xem liệu Hồng Anh có hủy diệt Shenlong ở kèo thi đấu đêm muộn này không. Bát Shenlong lại tiếp tục đẹp. Góc 9 giờ này thì thường tỷ lệ thắng rất cao. Trận trước Hồng Anh cũng ở 9 giờ thường thắng rất cao khi mà đánh solo nhá. Anh em cứ để ý xem, bài thường đẹp lắm. 9 giờ. Bài này thì góc 9 giờ này thì gỗ xấu thì đồ ăn đẹp, mà gỗ đẹp thì đồ ăn có thể là xấu một chút. Lại thế ngược đời thế cơ. Đấy, bắt đầu những cánh rừng bắt đầu xuất hiện ra rồi. Một cánh rừng thông và một cánh rừng già dành cho Shenlong. Đánh kiểu của Hồng Anh thì rất 50-50. Anh em phải ép tốt và phải map nó phải ổn. Map nó chỉ ở cơ bản, ông dâng Nga lên, ông cung kích ở cơ bản thôi. Rất khó để mà chơi. Cần một bài nó phải ổn và cái tư duy ép đời anh phải, anh em phải tốt. Tức là những cái bài đánh cung R mà ép ít dân lên sớm kiểu Hồng Anh thật ít người làm được. Ta phải công nhận với nhau là Hồng Anh ép những cái bài mà rõ ràng đúng là phải vào tay Hồng Anh ép nó khác, vào tay các cái đủ khác ép nó lại khác. Những thời kỳ mà Hồng Anh đánh tốt, thời kỳ mà Hồng Anh đánh khi mà còn anh Huấn, không biết mọi người có nhớ anh Huấn không, thì Hồng Anh ép những cái bài tôi cảm giác những bài ít dân Hồng Anh ép vẫn sớm hơn các cái đủ khác, tôi nói 15 đến 20 giây. Kiểu cùng một map này mà Hồng Anh ép nó vẫn sớm hơn so với một tay cơ khác. Vâng, lại thêm một voi nữa dành cho game thủ Shenlong. Anh vừa đưa con voi đầu tiên của mình về, hai con voi tìm ra sớm. Vâng, lại thêm một voi nữa và lại thêm một voi nữa. Vâng, bài 5 voi. Ui, lòng ơi là lòng, trời ơi. Vâng, đêm rồi, vâng, gần 3 giờ sáng giờ Trung Quốc, theo giờ Việt Nam là gần 1 rưỡi rồi. Anh vẫn tàu hài với con voi, kinh và anh mật. Vâng, bên Việt Nam chúng ta cũng vẫn còn rất nhiều người xem Shenlong. Anh đã làm cho tỉnh cả ngủ cái này. Lòng bịp thật. Rồi dắt con voi này về, cẩn thận ông nó quay đầu kìa. Thôi bỏ dân kích đời 85 thôi, 27 dân trừ 1, 85. Đặt thêm một voi nữa về nào. Đây là bài Shenlong chưa tìm ra quả phụ. BB đóng luôn ở vị trí đó. Đặt tím cái mặt từ 12 giờ xuống rồi. Voi cảm giác như xe tăng lên dốc. Long vẫn còn hiểu kìa, đá lốt về, tận dụng. Đây là bài ăn toàn động vật lên đời rồi. Mà đúng là không có quả phụ. 5 voi 7 yêu. M và BA ở đây. Long kích đời 1044. 28 dân trừ 1, chết 1 dân. Rồi bây giờ đúc ruộng sở trường đi anh, thì còn gì nữa đâu, ngồi đúc ruộng thôi. Điểm số Hồng Anh đang thấp hơn, rất có thể Hồng Anh là người không phải đi dân Nga. Nếu ai không phải dân Nga thì Hồng Anh sẽ cố gắng ép Tama. Hệ Hồng Anh là hệ không ra dân. 27 dân. Ồ, Hồng Anh cũng chết dân. Lên đời bằng nhau. Hồng Anh cũng chết 1 dân anh em ạ. Hai Hồng Anh thì vâng, chết là cùng chết và không chết thì cùng không chết dân. Buồn cười thật. Không biết Hồng Anh là tại sao chết dân. Rất có thể là hai sư tử cắn chết dân, và cũng có thể là dân hắt xì phát chết dân luôn. Mệt quá đứt. Mỏi cành, dân đi dò chạy mỏi. Mỏi chân đứt hơi và tắc thở. Tự nhiên nó năn ra đứt. Oklahoma? Oklahoma. Allemaal. 32. Đúng là lên đời nó chỉ là xem nhau thôi. Hồng Anh sẽ không, Hồng Anh chỉ sóc một cái có số lượng dân nhất định nào đó thôi. Chúng ta không phải hệ sóc kiểu dân đều. Shenlong đi công. Lại vàng, liệu Hồng Anh ở góc 3 giờ không? 9 nó thường đi ở 3. 9 nó thường đi ở 3 giờ. Tấn cung thứ hai đây rồi. Đây là Hồng Anh. Bãi gỗ của Hồng Anh còn gần nhà Hồng Anh luôn. Vâng, chúng ta thấy là Hồng Anh bây giờ cũng không hề đơn giản. Chạy dân rất nhanh. Chạy cực kỳ nhạy. Đây chúng ta thấy quyền thủ Hồng Anh là chạy thế nào cũng chết 1-2 dân rồi mới chạy. Nó một cái điểm yếu của Hồng Anh. Bây giờ đây Hồng Anh chạy dân nhạy rồi. Có vẻ anh cũng đang đeo tai nghe. Đeo cái tai nghe và nhìn nó đẹp dai. Vâng, 38 dân của Shenlong, 37 dân đến từ game thủ Hồng Anh. Hồng Anh trận này đánh thủ. Hồng Anh trận này đánh thủ. Bãi gỗ bên ngoài hơi xấu. Chính nhà A. Chúng ta cũng chưa nhìn thấy nhà chính của Hồng Anh đâu. Shenlong định kích gỗ 2. Vâng, nâng cấp gỗ 2 dành cho Shenlong. Tham mai của anh là 55 trên 64. Đầu đi đến đường quân táo bạo hơn. Hồng Anh vẫn quay trở lại bãi gỗ kia. Vâng, Hồng Anh lại chạy đi rồi. Vâng, 1, 2, 3, 4. Chưa chắc Hồng Anh đánh 4A. Đây là một tên mà hỗn chiến luôn rồi. Loạn tiễn phân thây hỗn chiến rồi. Hồng Anh có cả dân ra để hỗ trợ thủ nhà. Là điều cung liên tiếp của cả Shenlong và game thủ Hồng Anh. Shenlong có một tên cân khác đẩy từ lên. Hồng Anh là bài mà ăn hoang kìa, vẫn ăn hoang bầy yêu nữa kìa. Ăn hoang gần hết bầy yêu. Luồn vào trong. Như vậy nhà Hồng Anh chính thức là ở gần vị trí góc 5 giờ cơ. Tăng chính nhà thứ 5 dành cho game thủ Shenlong. Áp đặt từ thế trận ngồi giữa ruộng của Hồng Anh. Đây là một cái bài mà game thủ Hồng Anh không phải là bài đi tấn công. Shenlong là lên đời bằng nhau thôi, Shenlong lại là người tấn công trước. Hồng Anh đánh ra ruộng. Chúng ta thấy là bắt đầu không phải đúng vậy cái thế của anh ta gặp khó luôn này. Có vẻ như bài đã không còn ổn và cũng không phải cái thế giống như trận thi đấu đầu tiên. Hồng Anh vẫn ép tốt với cái bài lên đời chết một dân và lên đời ngang long. Chúng ta cùng chờ đợi xem câu trả lời đáp trả của game thủ Hồng Anh. Hồng Anh đang dùng một tân cung to, có vẻ ý định đổi nhà chăng? Ở nhà long đã tăng đến nhà thứ 6 rồi. Rồi tiếp tục móc vào dân của Hồng Anh. Tiếp tục móc vào dân của Hồng Anh. Shenlong vẫn đang có 2 đạo cung 3 đạo cung. Ở nhà Shenlong đang có biến. Nhưng đây là 6A. Đây là 6A. Một cái lượng tài nguyên của Shenlong rất khỏe. Hồng Anh chiếm bỏ nhà A. Cùng lắm thì Long sẽ chạy dần đưa về thế trận quản bản đồ. Long chạy đi nào, lên ra để mà chạy. Tham mai của Long vẫn là 53. Hồng Anh bắt đầu không chạy dân nữa rồi. Dân ở bãi gỗ thời điểm đầu là chạy rất nhanh, nhưng thời điểm này là không chạy nữa rồi. Có thể gọi là được quả tham mai và vẫn đang ưu thế dành cho Shenlong. Vâng, chúng ta thấy lượng tài nguyên của Shenlong dồn lên vẫn đang khỏe. Và Long vẫn còn bóng ruộng ở nhà. Anh chỉ cần lừa Hồng Anh ra khỏi vị trí làm ăn và quay trở lại làm ruộng. Anh lại có thực để mà sóc quân mới. Trong khi Hồng Anh còn tài nguyên không. Long đang kéo toàn bộ quân của mình về. Kéo toàn bộ quân của mình về để thủ nhà. Số lượng quân của anh khi mà kéo về nó đầy đủ thì nó lại đông. Rồi thêm những tân binh mới hỗ trợ thủ nhà. Nhìn là biết là ai đông quân hơn ai rồi. Nhưng Hồng Anh đang đứng thế đẹp. Hồng Anh đang đứng ở trên dốc đẹp hơn Long ơi. Long vẫn đang khá tự tin. Và nghìn gỗ kìa anh. Cơ cấu nhà rảnh tay cơ cấu lạ. Và nghìn gỗ trong người sợ thật. Bây giờ những khó khăn lại thuộc về game thủ Hồng Anh. Shenlong sau một tên giạt đi lại ổn định lại. Thì Hồng Anh liệu có sự ổn định và hồi lại nhanh như Long không? Đó là câu chuyện. Long vẫn còn bóng ruộng và Long bỏ bớt dân gỗ. Gỗ anh ta siêu nhiều. Ông ấy, dân của ông ấy là nhét gỗ vào trong quần chẳng nhiều. Ông này đi, dân ông này đi, dân đây si gì mà có cả gỗ trong quần. Dân của Hồng Anh mỗi thằng nó chỉ có một cây gỗ trong quần thôi. Dân của Shenlong khéo phải nhét đến 2 cây. Ê, thế chơi cái gì? Rồi dồn quân lên đẩy Hồng Anh về thế đánh thủ. Trước đó thì một ngoài ngoái của Shenlong cũng đã bị Hồng Anh xử lý. Lại tiếp tục tách vào ruộng. Long lại tiếp tục đục và Hồng Anh lại tiếp tục muốn ý định đổi nhà, không hề ý định thủ. Anh ta cứ vác hẳn lên, có quân bao nhiêu con anh ta dồn hết lên, không phải thủ nhà làm gì đấy, không thèm thổ. Đó là cái phong cách hoang dại của nhân thủ Hồng Anh. Ơi có chạy dân nữa đâu, không thèm chạy, chỉ chụp chung là đi đưa xe Long thế đổi tiếp. Đánh thế này đôi khi nó lại thành phiêu và đôi khi nó thành rất dở hơi. Năm nay 60 dành cho Shenlong. Shenlong bây giờ lại ổn định lại làm ăn, thậm chí BC nhà chính mới rồi. Nhưng Hồng Anh thì không có dân làm ăn. Khoảng thời gian nào đó thì dân thủ Hồng Anh không có lực để mà sắp quân mới. Long thì vẫn còn lực thế này. Rồi tiếp tục đánh vào dân. Phải nói rằng một câu là chính xác là sẽ là một chiến thắng dành cho Shenlong rồi. 45 dân và 41 dân lên đời bằng khít nhau rồi. Nhưng đây là một trận thi đấu Long đánh chủ động và Hồng Anh đánh do game thủ Hồng Anh không có cái lợi thế lên đời sớm hơn nữa. Bài Hồng Anh có thể cũng là bài không đẹp. Ta thấy Hồng Anh đánh ra tít ở vị trí này có thể đóng một nhà A và đóng thêm một nhà S ăn gỗ. Nhà Hồng Anh cũng xấu. Nó cơ hội dành cho Shenlong để Shenlong gỡ. Trận thi đấu đầu tiên giành chiến thắng dành cho Long 1-3. Chúng ta thể nhìn thấy đồng hồ ở trong máy của Shenlong 15 tháng 1 2024 2 giờ 31 phút. Đây là giờ theo giờ Trung Quốc. Dành cho anh em mà cứ thắc mắc là tại sao Vâng lại đánh giờ này hay là phát lại, anh em thể nhìn ngay ở dưới góc máy hồng của Shenlong là sẽ có cơ hội, sẽ có câu trả lời. Điều thứ 5. Vâng, như vậy là MU hòa 2 đều. Mua hai đều và vươn lên vị trí thứ 7 và vươn lại là con số 7. Còn cứ lên nhắc đến con số 7 để quen quen. Anh em cho một like và một đăng ký kênh nha. Anh em nào muốn triển khai trên cái nền tảng TikTok nữa thì có thể ấn nút follow kênh TikTok. Hôm nay đánh mỗi AC thôi nhá. Chào anh Quân Nguyễn nhá. Anh có thể bật to volume của mình lên 100% lên chẳng hạn. Hay anh có thể làm lắp quả loa dàn lên nghe cho rõ. Lắp quả loa dàn lên cho nghe cho rõ. Anh lắp quả loa dàn thì sợ hàng xóm người ta ngày mai người ta cho mắm tôm với cả gì vào thôi chứ còn. 1:30 sáng lại là quả loa dàn hát karaoke. Còn nghe giọng bình luận viên chế đó thì thôi hết đức chồng. Mới có ai lắp quả loa mà nghe không, kiểu xem trên tivi, xem trên tivi lắp luôn dàn loa trục cổ vào. Đấy, xem đế chế là phong cách của Thái Công học luôn. Bây giờ bác cái gì Thái Công à? Cái gì nhỉ? Cái quả gì mà ở trên TikTok nhỉ? Thái Công à? Không biết anh xem đế chế được cái phong cách của thế thì là xem kiểu gì? Ô, lại Hồng Anh. Ông này lọ mọ thế, sao tít đây rồi? Đấy luôn Hồng Anh hay có kiểu là cắt một dân đi dò nhà đối thủ sớm để anh ta biết được chắc chắn nhà đối thủ đâu. Kiểu thế, xe thay xe giò. Nếu nó tìm ra đủ đồ rồi nó cắt hẳn một dân đi luôn. Hồng Anh thì lạ gì. Em đánh với Hồng Anh từ chục năm trước rồi. Không lạ gì ông Hồng Anh này. Thời còn trên Garena solo thẻ điện thoại. Đâu, ông cũng bị phốt. Ông thua ông cay ông bị phốt. Anh em nào nhớ cái vụ đấy chắc là cũng thuộc dạng cũng lớn tuổi, xem đề chế được lâu năm phết rồi đấy. Rồi kích 10 sớm, 10-19. Rất sớm sủa dành cho Shenlong với bài 26 dân cộng 1. Hồng Anh có vẻ như đẩy đời 2 sớm hơn Shenlong. Và anh ta cắt một dân đi cũng sớm. Rất có thể đây là bài Hồng Anh đi dâng A và ép sớm theo kiểu cung R kích đầu 10. Đánh ít dân, cung R kích đầu 10. Cái bài này không lạ lẫm. Đang có bổ sung thêm vâng 25 dân đến từ Hồng Anh. 25 dân. Hồng Anh ép tốt, có thể là kích bài kích 10 tròn luôn. Nhưng vạch lên đời 2 có vẻ như ngang ngang với Long, không hơn quá nhiều. Long kích 10-19 cũng thuộc dạng sớm. Bằng hai ông cùng lên sớm. Rồi bo mặt này, rất chú ý bo bế nhà cửa dành cho Shenlong. 4A 5 không? Không phải 5, 4. Không, 5A 5A. Mừng A thứ 5 đóng muộn. Turn đầu sẽ là 4 con, turn thứ hai trở đi có vẻ như sẽ là 5. Tôi vẽ ruộng rất ghê này, Ngọc Long. Rồi, Hồng Anh 1, 2, 3, 4, 5. 5A từ Hồng Anh. 5A từ Hồng Anh. Hồng Anh có giáp không? 5A chắc không có giáp. 5A cơ cấu bài lên sớm có giáp nữa thì đúng không? Còn bài Hồng Anh phải gọi là chất chơi người rơi lắm đấy. Tạm thời chưa có sát thương đến từ cây thủ Hồng Anh. Một tên bắn xuyên rừng của Hồng Anh. Hồng Anh đang tìm, vâng, may là chỗ đấy Shenlong đã bo lại rồi. Hai tên của Hồng Anh đầy đủ 5 con là 10, hai tên của Shenlong là 9. Thua thiệt một cục. Vâng, Shenlong đã tìm ra vẫn còn con voi nữa đằng sau cái rừng này. Đốt E. Long phải tốn lại gỗ để có thể xây lại E bên trong. Vâng, một đôi voi đằng sau rừng Long không tìm ra. Cái lỗi mà Long không đi dò rộng. Đôi khi cái chiến thuật mà Long không đi dò rộng lại thành bị khắc bởi Hồng Anh. Anh không để đánh chiêu chiêu được. Vâng, một pha Hồng Anh tăng tốc ốp A ngược. Ốp ngược lại A của Shenlong để hẳn lây trồ luôn. Long cần chú ý điều quân và sóc quân. Long cần chú ý điều quân và sóc quân. Rồi. Hồng Anh thêm một tơ nữa, Shenlong cũng nở ra thêm một tơ nữa. Hồng Anh bắt đầu tăng tốc và Hồng Anh cảm giác đuối hơn rồi. Long thì vẫn đang tài nguyên đều hề. Trận này thì Hồng Anh không đánh được vào các vị trí làm ăn thực của Shenlong. Có vẻ như Hồng Anh vẫn còn lực. Chúng ta vẫn bắt một tên 5A nữa lên. 1, 2, 3, 4. Không, tên này 4A. Tên mới là 4A nhá. 4 con cùng rờ lên. Shenlong là bài chắc ruộng. Thủ được là win thôi. Còn hai con ở đây. Thêm một đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Tên này thì đầy đủ 5 này. Tên mới này. Ui rồi, Long còn đen cả nhà đi. Vâng. Đen luôn cả nhà đi. Cho mau. Thằng hai của anh đang là 42/56. Vâng, dí thẳng mặt luôn. Hồng Anh không có tên móc lọc cả. Thì đơn giản anh đã hết cung rồi. Anh ta hết cung R rồi. Không có một tên ảo đi ngoáy vào trong ruộng của Shenlong thì rất khó dành cho Hồng Anh với bài mà đối thủ Shenlong cũng lên sớm. Hồng Anh là người nơi sớm hơn. Đánh 5 nhà A. Shenlong thì là tên đầu 4 con. Tên sau anh ta cũng có chiếc A thứ 5 rồi. Vâng, nhà Hồng Anh ở 9 giờ anh ta chạy thẳng lên vị trí nhà Shenlong tìm và đi dâng A. Tỷ số tiếp tục được rút ngắn xuống còn là 2-3. Bài trước mà game thủ Shenlong chỉ là bài cơ bản của AC hay yêu ai quả. Đôi khi đánh 27 dân cộng 1 đánh như kiểu bài ấy, thì là có khi đi. Vì Hồng Anh ép đầu 10 thôi. Cực kỳ phũ. Vâng, kích đầu 10 đánh 5A. Phũ. Anh em cho một like và một đăng ký kênh à. Xem hôm nay được bao nhiêu rồi. Hôm nay thì được 9.732. 9.732. Chưa được 10.000 thì còn thiếu 268 người nữa thôi. Anh em chưa đăng ký kênh có thể nút đăng ký kênh. Vâng, trận đấu thứ 6. Chứ Hồng Anh ghê thật. Đầu 10 đấy. Có khi 959. 25 dân. Nhất là phải bài đẹp. Phải đưa voi yêu về. Nó phải vâng xịn sò. Cái bài không đồ lùa không đố ông nào mà đánh được. Ép được kiểu Hồng Anh. Chỉ là xen thôi. Đây yêu đầu của Long. Gần 2 giờ sáng rồi, tí các anh lại còn chơi nhau ở kèo sen nữa thì thôi sẽ Hồng Anh mất ngủ. Ngày mai Hồng Anh không đánh kèo, Hồng Anh gầy lắm, chắc được 40 cân, 45 cân đi cho nó xịn. Thằng bài không đồ lùa. Anh quyết định ăn bầy yêu đầu ở S đầu luôn, ở S nhân đôi. Có thêm một voi đằng sau vị trí cánh rừng dừa. Có phải đôi không? Hay chỉ là một con voi đực thôi. Long thì cũng chưa tìm ra quả phụ thì phải. Hiển Long, Đường Anh. Vâng, với con yêu trong bầy yêu đầu này, nó nhảy ra đằng sau rồi. Vâng, Long vừa chết một dân, khó khăn càng thêm khó khăn dành cho Lai Shenlong. Voi cũng quay đầu luôn, mọi thứ đang chống lại anh. Có cảm giác mọi thứ đang quay đầu với Long, quay lưng với Long. Đúng cái chỗ này solo sư tử chết dân, con hiêu, một con hiêu nhảy vòng ra đằng sau vị trí vâng cánh rừng dừa, con voi thì không về vị nhà chính của Shenlong được. Cảm giác những cái gì đó đang chống lại anh. Vâng, tìm ra thêm một, cũng chỉ là bầy yêu 4 thôi. Đây rồi, thêm một vách quả, phải di chuyển ra khá xa. Vâng, giờ chúng ta nhìn thấy Hồng Anh đi một dân lên nhà Long thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề là Shenlong rất có thể sẽ kết thúc luôn kèo thi đấu này. Bài anh Shenlong gần như là kích 9. Hai 26 dân của Hồng Anh. Để Hồng Anh đánh những cái bài 27, 28 dân cũng ít. Mà có lẽ Hồng Anh vừa nhảy đời. Ta thấy cái điểm số Hồng Anh vừa nhảy lên 12, 24 nhảy đời. Cô huy con voi vậy, cẩn thận anh Long. Cô view lấy con voi này, đừng để chết dân nữa. Chết dân nữa thì tịt. Chết dân nữa đúng là tịt. Hoàng lại lôi được đâu con voi về. Vâng, 28% của Hồng Anh. Hồng Anh đời sớm hơn Shenlong là rất nhiều. Shenlong kích cuối 8 ở đời 2 mà. Vâng, ken ruộng để mà tìm nhà. Bằng cách quen thuộc. Vâng, đã nhảy đời xong rồi. Một bài Hồng Anh kích đầu 10. Hồng Anh kích đầu 10 anh em ạ. Càng, thế thì càng lắm. Long phải đánh 5A thôi. Buộc phải vậy. Kích đầu 10 dành cho Hồng Anh. Vâng. 29 dân. Khi Hồng Anh tới Shenlong, thời điểm Shenlong vừa mới có bánh xe là Hồng Anh đã tới và bắn vào vị trí cái ban hoàng kia ở Shenlong, chết đến 3 dân. Rồi đây nhà A của Hồng Anh. Long lại chạy dân hẳn ở nhà A. Long vẫn đang bình tĩnh câu con voi. Vâng, ép cái quả vào đầu 10 thôi. Hồng Anh kích đầu 10 thôi. Cảng. Cơn đầu Shenlong có 4 con. Hồng Anh đánh 5A luôn này. Gắt thầy. Chỗ nhà Shenlong đang bị vướng quá. Cả sư tử quay lưng với anh. Thôi thì anh tím rồi. Rất có thể anh sẽ tím. Rất có thể Long sẽ tím. Và điều R của cả Hồng Anh và cả cái thủ Shenlong. Hồng Anh có thêm Tân Tuân tiếp viện. Và số lượng quân của Hồng Anh bắt đầu đông dần. Shenlong thì cùng toàn đỏ máu rồi. Còn cực kỳ giáp dành cho cái thủ Hồng Anh. Ép đời rất giáp và tấn công cũng vậy. Long đang gặp khó rồi. Long đang gặp khó vô cùng. Anh còn 3 con cung R. Điều đến tầm khoảng 5-6 con của đối thủ của anh. Thậm chí là 7 con. Tham lai của anh còn K22. Có thể khẳng định đây là một trận thắng tiếp theo dành cho đối thủ của anh trước cái thủ Shenlong. Một chuỗi rất dài, một chuỗi thua cực kỳ dài của Shenlong trước game thủ Hồng Anh. Một bài mà Hồng Anh có lẽ kích đầu 10 thôi. Sau khi Shenlong một bài anh kích muộn. Khó dành cho anh, ăn hết cả hiêu voi ở bên ngoài này. Tỷ số là 24, không có bất ngờ nào xảy ra trong buổi đêm muộn này cả. Digo, que pillé,